Chào mọi người, mình là Thủy Lê, huấn luyện viên cuộc sống của Học viện Proctor Gallagher. Các bạn có thấy trên tay mình đang cầm cái gì không? Đây là tờ 5 đô la. Ngày hôm qua mình đã có một câu chuyện rất tuyệt vời với đồng 5 đô la này và nó trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Ngày hôm qua trên đường mình theo tour đến Grand Canyon. Mình không biết mình phát âm cái từ đó đúng không, mình luôn luôn phát âm sai cái từ đó, nhưng mà không sao. Trên đường thì xe dừng lại tại một trạm xăng để cho mọi người đi vệ sinh và mua một số đồ ăn lặt vặt. Mình cũng vào đấy mua một số đồ ăn lặt vặt và khi thanh toán thì cô nhân viên đưa mình tờ 5 đô la này. Rất nhanh, mình phát hiện ra tờ 5 đô la này rách ở cái góc và mình đã yêu cầu cô ấy thay đổi. Nhưng cô ấy đã trả lời rất mạnh mẽ. Không, tất cả đều bình đẳng. Tất cả đều ngang nhau. Và chính câu nói của cô ấy đã làm mình thức tỉnh. Mình nhớ tới một sự thật rất tuyệt vời. Mọi người đều ngang bằng nhau. Chúng ta đều ngang bằng nhau về tiềm năng, về khả năng tồn tại bên trong mỗi chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta lại bị những thứ khác giống y chang mình, mình bị thứ rách của cái tờ tiền này lôi kéo và mình không thấy được sự công bằng đó hoặc là sự bình đẳng đó. Còn đối với chúng ta bị rất nhiều thứ bên ngoài lôi kéo. Chúng ta bị hoàn cảnh ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ chỉ đạo cuộc sống của mình, khiến chúng ta không có cơ hội thấy được khả năng và tiềm năng tuyệt vời của mình. Thượng đế rất công bằng các bạn. Trước đây mình không hiểu câu này, nhưng mà bây giờ thì mình hiểu câu này thật sâu sắc. Ngài cho người giàu hay người nghèo tiềm năng và khả năng y chang nhau. Ngài cho người khuyết tật hay người bình thường khả năng và tiềm năng y chang nhau. Tuy nhiên, để khai thác khả năng và tiềm năng đó, mỗi người phải tự làm cho chính mình. Và công cụ cũng như mục đích để khai thác cái tài nguyên đó có thể khác nhau. Mục đích của tôi đến đây để giúp bạn hiểu bản thân mình và xây dựng nên cuộc sống tươi đẹp của mình. Và đó là đam mê của tôi. Còn với bạn, bạn có thể đến đây để làm những món ăn ngon cho mọi người, làm cho mọi người có một sức khỏe tốt. Mỗi chúng ta đều có một mục đích khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều công bằng, đều bình đẳng, đều ngang nhau. Hãy thực sự tìm hiểu sự công bằng, sự bình đẳng, sự ngang nhau đang tồn tại bên trong mỗi chúng ta. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi sâu sắc và rất tuyệt vời. Bạn có muốn tôi giúp bạn làm điều đó? Hãy liên hệ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện tờ 5 đô la.